nàng như một đóa hồng phai, hương sắc heo hon theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếng nuối trái tim vỡ tan, nhặt lại từng cánh rụng rời. Nàng vẫn xót xa cho chính đời mình vì người em yêu đã nói dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân mang theo môi tình. Sương rơi trên cánh lụa hồng hay nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình. Nàng khóc cho mình. Chẳng còn lại chút hồn nhiên, ánh mắt của nàng chất chứa muộn phiền. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan. Hẹn nhau nơi cuối cuộc đời, sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời mà đời đâu như trong mơ, để lại bơ vơ nỗi đau mình em. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân mang theo môi tình. Sương rơi trên cánh lụa hồng hay nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình. Nàng khóc cho mình. Khi nhắc về nàng, ta lại nhớ đến cái câu hồng nhan bạc phận, nhớ về một người phụ nữ có cái tên rất u hoài. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo ngày tháng. Xuân rơi trên cánh lụa hay nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân mang theo môi tình. Nàng khóc cho mình. Các bạn dancer và một tràng vỗ tay thật lớn dành cho Hải Đăng Đu khi hóa thân thành nam nghệ sĩ Trấn Thành. Xin mời giám khảo Kim Xuân ạ. Tôi thấy hát bài này mà liếc đại nghĩa không là sao vậy? Em buồn lắm chị. Sao vậy? Anh ngồi ngay đây. Dạ. Ra đứng trước mặt anh. Cành hoa tàn. Chỉ anh. Cành hoa tàn. Anh thấy anh cũng còn tươi lắm mà. Thôi vậy bây giờ chắc là mời anh đại nghĩa nói trước đi cô Xuân ha. Tại vì anh đại nghĩa đang cảm thấy bị tổn thương, cảm xúc trực trào. Em mời anh đại nghĩa. Hôm nay Hải Đăng Đu lựa chọn cái bài này á, theo anh nó có hai điều. Về mặt lợi thế đó là một cái bài nghe là biết Trấn Thành ngay. Nhưng mà nó cũng là một cái bất lợi, là bởi vì sao? Trấn Thành khi mà đóng vai trò là một ca sĩ thì không phải là một giọng ca quá đặc biệt, không có cái âm sắc nó quá riêng để mình nghe mình có thể phân biệt được với những người khác. Còn về mặt nhân dáng,
em rất là giống, đặc biệt ở cái góc nhìn nghiêng như thế này. Và em chú ý đến cái điệu cười hay nhếch mép của Thành á, rất có cái nét hào hoa lãng tử một tí. Nhưng mà thật ra khi Trấn Thành hát hay diễn cũng vậy, Thành không có bị cứng, Thành rất là nhẹ nhàng. Còn em thì có lẽ là do mình đang phải bị hóa thân, thành ra mình hơi gồng, mình hơi cứng một tí. Thì đó là cái điều mà nó chưa có giống so với cái bản gốc. Anh nghĩ nếu như em chọn một cái tiết mục khác của Trấn Thành, có thể là một cái tiết mục ca diễn nào đó, thì có thể nó sẽ dễ dàng và thuận lợi cho em trong cái việc em mang đến hình ảnh của một Trấn Thành khi mà vừa hát và vừa diễn một cái vai diễn nào đó. Còn khi mà mình đóng vai Trấn Thành trong một cái bài hát này thôi, đơn thuần chỉ là đứng hát, thì nó sẽ có cái điều bất lợi là mình sẽ khó bắt chước ra và khó để cho khán giả nhận ra những cái nét tương đồng trong giọng hát của em với giọng hát của Trấn Thành. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa ạ. Dạ, còn cô Kim Xuân thì sao? Tôi thì tôi thấy dễ chịu. Chỉ có cái là vậy nè, ở Trấn Thành á, tôi để ý tôi thấy là khi bạn ấy ca cái bài này, cặp mắt bạn ấy rất là chân thành. Khi mình hóa thân một nhân vật, mình hãy chú ý cái thần thái đó. Nó có những cái đặc biệt, những cái điểm mà nếu mình lẫy được cái điểm đó là mình ra cái nhân vật đó. Nhưng mà tiết mục của Hải Đăng Đu rất là dễ coi. Chỉ có những cái góp ý thì Nghĩa đã nói rất là chính xác. Nhưng mà vẫn chúc mừng em vì cái tiết mục này đẹp và dễ thương. Cảm ơn giám khảo Kim Xuân ạ. Dạ, em xin mời giám khảo Mỹ Linh. Tiết mục vừa rồi chị nghĩ là hoàn hảo nhất xưa đến giờ của em. Nhân dáng chị cũng thấy giống Trấn Thành. Em nhếch mép rồi em nhấc nhấc cái áo là chị cũng thấy giống Trấn Thành. Ngay cả lựa chọn chị cũng thấy rằng lựa chọn này cũng là một lựa chọn không tồi. Bởi vì là nếu như em chọn một cái gì đó rất đặc biệt anh Trấn Thành là rất khó để ra anh ý. Nhưng cái bài này nó được cái nó lại nhẹ nhàng, nó không phải là một cái phần rất Trấn Thành thì có thể là sẽ làm khó cho em. Nên chị nghĩ là cái lựa chọn này là lựa chọn rất vừa phải và an toàn. Và riêng nói về phần thanh nhạc thì đây là bài hát từ đầu đến giờ chị thấy rất ok. Tức là không có nốt nào phô, không có nốt nào chênh và hát rất là vừa phải. Thì chị thấy rằng là hôm nay cái phần diễn của em gây ngạc nhiên cho chị. Thực ra chị cứ lo là em sẽ đuối. Nên chị ghi nhận em ở mức độ là em đã rất cố gắng. Và chị không nghĩ rằng em có thể hóa thân thành Trấn Thành được như ngày hôm nay đâu. Nên là chị thực sự là đánh giá em tốt cho cái phần hóa thân hôm nay. Chúc mừng em. Quá tuyệt vời. Cảm ơn ba vị giám khảo. Vâng, và một tràng vỗ tay thật lớn dành cho Hải Đăng Đu.